Tôi là Hai. Còn tôi là Tech. Kính chào quý vị đang xem chương trình Thế giới số phát sóng hàng tuần trên VTC6 Sài Gòn Channel. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua có những thông tin đáng chú ý như sự xuất hiện của nhiều ứng dụng hỗ trợ Facebook Home có thể chạy trên nhiều loại máy. Facebook Home là một ứng dụng có thể thay thế giao diện chính của điện thoại sử dụng Android, khiến người dùng có thể nghĩ đang sử dụng một điện thoại của Facebook. Đúng vậy, tuy Facebook Home chỉ mới cho sử dụng ở Mỹ và tương thích với một số loại điện thoại, nhưng đã có nhiều lập trình viên làm cho Facebook có thể cài đặt ở bất cứ máy nào xài Android và không phân biệt vùng miền. Điều này làm nhiều người càng tò mò sử dụng Facebook Home. Ngoài ra còn có những thông tin nổi bật mà Hai và Tech sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Bản tin Thế giới số tuần này bao gồm những thông tin chính như sau. Microsoft Việt Nam giới thiệu giải pháp phần mềm. Panasonic xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam. ASUS giới thiệu giải pháp nhà thông minh. Microsoft công bố đội đoạt giải Imagine Cup 2013 tại Việt Nam. Apple và Google giữ lại dữ liệu giọng nói của người dùng. Yahoo đóng cửa nhiều dịch vụ không hiệu quả. Samsung, HTC và LG gia nhập liên minh sạc không dây PMA. Phát hiện nhiều ứng dụng trên Google Play bị nhiễm mã độc. Khám phá màn hình cảm ứng chuyển dữ liệu theo cách tự nhiên. Câu chuyện high-tech với chủ đề Madagascar thúc đẩy công nghệ thông tin phát triển bằng các câu lạc bộ iHub. High-tech trả lời những câu hỏi liên quan. Tách riêng những thư gửi trong hộp thư Outlook.com. Cách cài đặt và sử dụng một máy tính hai màn hình trên Windows 8. Thưa quý vị, vừa qua Microsoft Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp bằng phần mềm Microsoft Dynamics, bao gồm giải pháp quản trị nguồn lực và giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp Việt Nam. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức việc ứng dụng phần mềm vào quản lý sẽ giảm thiểu rủi ro sai sót, có lợi về kinh tế, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, việc ứng dụng các giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp cần phải có những phần mềm chuyên dùng dành riêng cho thị trường Việt Nam. Với lợi thế về sự phổ biến của hệ điều hành Windows, Microsoft đã giới thiệu đến doanh nghiệp Việt Nam giải pháp Microsoft Dynamics với những gói phần mềm phù hợp cho quy mô và lĩnh vực kinh doanh của công ty. Với tất cả những doanh nghiệp mà từ nhỏ cho đến lớn, chẳng hạn như là một vài người sử dụng đầu cuối hoặc là tới là vài trăm ngàn người thì cũng chúng tôi đều đáp ứng được, hoặc là những công ty đa quốc gia có nhiều cơ sở ở tất cả các quốc gia khác nhau hoặc là các vùng miền đều có thể đáp ứng được. Và bên cạnh đó là đa ngành nghề thì chúng tôi đều có những cái giải pháp gọi là vertical solution để cho những ngành nghề khác nhau chuyên biệt, chẳng hạn như là ngành tài chính ngân hàng, chúng tôi sẽ có giải pháp riêng cho ngành tài chính ngân hàng, hoặc là ngành về phân phối bán lẻ chúng tôi có, và cạnh ngành sản xuất, đó là những cái ngành nghề mà chúng tôi tập trung vào. Và bên cạnh đó là đối tác chúng tôi rất là thuận tiện trong vấn đề là customize, tức là chúng tôi là có thể tùy biến hóa theo tùy nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là cái quy trình của doanh nghiệp đặc thù. Mặc dù số lượng doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng các giải pháp của Dynamics chưa nhiều, nhưng nhu cầu về triển khai giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp không ngừng gia tăng. Điều quan tâm đầu tiên của doanh nghiệp là việc triển khai sử dụng các giải pháp này có làm ảnh hưởng hệ thống cũ và chi phí dành cho nó như thế nào. Quy trình triển khai Microsoft thường tuân thủ theo 6 bước. Bước đầu tiên là bước về gọi là chẩn đoán, tức là mình đến doanh nghiệp, mình đánh giá xem doanh nghiệp người ta hiếu, người ta hỏng chỗ nào và quy trình nào chưa chuẩn hóa, thì mình sẽ tư vấn người ta, là đề xuất cho người ta là triển khai những cái chức năng nào của giải pháp để giải quyết được việc đó. Bước chẩn đoán xong thì mình qua một cái bước là bước phân tích, rồi bước thiết kế, rồi đến bước phát triển, tức là mình sẽ có phải làm những cái chỉnh sửa hệ thống nhỏ nhỏ để cho nó phù hợp với cái doanh nghiệp đó, bởi vì không thể mang một cái giải pháp rất là chuẩn đến áp dụng cho một doanh nghiệp mà đều phải có những đặc thù của doanh nghiệp. Thì do đó mình có một cái bước là bước phát triển, và bước phát triển đó xong thì chúng ta sẽ đến cái bước là triển khai, tức là đào tạo cho người dùng rồi hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống sau này. Bên cạnh những lo lắng về chi phí và công nghệ, một yếu tố khác không kém phần quan trọng đó chính là con người. Đa số doanh nghiệp lo ngại nhân viên của mình không thích ứng kịp với việc sử dụng phần mềm và lãng phí việc đầu tư. Tuy nhiên, đại diện của Microsoft cho biết họ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nhân viên trong quá trình triển khai giải pháp. Thưa quý vị, mới đây tập đoàn điện tử của Nhật Bản Panasonic cho biết họ sẽ xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất thiết bị dây dẫn và cầu giao điện tại tỉnh Bình Dương của Việt Nam với vốn đầu tư khoảng 4 tỷ yên, tương đương 40 triệu đô la Mỹ. Nhà máy của Panasonic dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2014. Trong năm sản xuất đầu tiên, nhà máy sẽ sản xuất 27 triệu sản phẩm thiết bị dây dẫn và 12 triệu sản phẩm cầu giao điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường Việt Nam.
Theo dự kiến, quy mô sản xuất sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2018. Thiết bị cầu giao điện cũng sẽ được bán ở thị trường Thái Lan và Nhật Bản. Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2013, tập đoàn Panasonic cũng cho biết đang có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất máy giặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong lĩnh vực điện tử kỹ thuật số, vào tháng 2 năm nay, Panasonic đã chấm dứt việc sản xuất các linh kiện đĩa quang Blu-ray và DVD tại Việt Nam và có kế hoạch chuyển sang Indonesia. Nguyên nhân là do doanh số bán hàng các thiết bị kỹ thuật số đang sụt giảm. Vào ngày 24 tháng 4, Công ty Cổ phần Công nghệ ASIC, đơn vị đang tham gia chương trình ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ Cao, đã chính thức giới thiệu hệ thống điều khiển thiết bị điện thông minh giúp khách hàng có thể trang bị cho ngôi nhà của mình những tính năng cần thiết của một ngôi nhà thông minh với chi phí khá thấp. Theo ASIC, giải pháp này là sự thay đổi quan điểm về cách thiết kế thi công hệ thống điện theo tiêu chuẩn hiện đại và an toàn của châu Âu. Thay vì tốn kém chi phí cho một hệ thống điện thông minh phức tạp, ASIC cung cấp cho người dùng một thiết bị kiểm soát nguồn điện trung tâm, gọi là Power Control. Thiết bị này sẽ giúp người dùng trang bị cho ngôi nhà của mình để biến nó thành một ngôi nhà thông minh, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, ASIC còn cung cấp hệ thống Easy Control với đối tượng áp dụng rộng hơn và cơ động hơn. Thì hệ thống Power Control chúng ta thiết kế theo dạng là tủ tích hợp kiểm soát hệ thống năng lượng điện với các tính năng là thông minh, tiện dụng, dễ dàng điều khiển, có thể điều khiển toàn bộ thiết bị điện trong nhà mình qua tablet, qua điện thoại, qua máy tính và có thể thiết lập đặt kịch bản hẹn giờ cho tất cả các thiết bị điện trong nhà mình. Đồng thời cũng có tích hợp tính năng phát điện dự phòng, khi mà mất điện thì cũng tự động hoạt động cái phát điện dự phòng lên, và cũng tích hợp luôn một cái tính năng nữa là kiểm soát an toàn cho hệ thống điện khi mà có quá tải điện hay chập điện hay thậm chí là chống sét lan truyền. Đối với cái Easy Control thì chúng tôi đề cao cái giá trị là cái đơn giản, dễ sử dụng. Ở góc độ là chúng tôi là một sản phẩm rời rạc, đối với Easy Control có thể là mở thay cái công tắc hiện tại trong ngôi nhà mình bằng cái Easy Control, là bằng những cái công tắc mới. Nó có rất là nhiều dòng sản phẩm cho Easy Control thì chúng ta chỉ cần lấy thiết bị đó thay vào cái thiết bị điện trên nhà hiện nay của chúng ta là có thể là giải quyết được vấn đề. Khi sử dụng Power Control, khách hàng có thể lựa chọn các thiết bị đấu nối tùy hạ tầng sẵn có. Power Control được quản lý từ xa bằng các kênh điều khiển sóng OF, không bị cản bởi các vật cản thông thường. Ngoài ra, người dùng có thể dùng smartphone hay máy tính liên kết với Internet để điều khiển hoặc điều khiển bằng tổng đài tự động. Giải pháp điều khiển thiết bị điện thông minh của ASIC vừa được Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ Cao TP.HCM SHBI hỗ trợ để hoàn thiện sản phẩm thương mại và đưa ra thị trường, giúp mọi người có thể tiếp cận với công nghệ mới và bước đầu sử dụng ngôi nhà thông minh. Đối với cái doanh nghiệp ASIC hôm nay của chúng ta thì chúng tôi là hỗ trợ thứ nhất là về giúp là làm việc với các nhà đầu tư xây dựng cái kế hoạch kinh doanh dựa trên cái sản phẩm mà công ty đã phát triển. Rồi chúng tôi cũng giới thiệu với một số đối tác, một số nhà tư vấn để giúp liên kết với các cái đối tác ở nước ngoài trong tương lai có thể là đưa ra để sản xuất và phát triển kinh doanh ở nước ngoài. Rồi ngoài ra một cái hỗ trợ đặc biệt khác đó là chúng tôi thứ nhất là giúp cho các công ty này có thể đăng ký trở thành một doanh nghiệp khoa học công nghệ để từ đó được hưởng những cái ưu đãi mà theo luật dành cho các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ về thuế, về ưu đãi vốn, tiếp cận nguồn vốn. Ngôi nhà thông minh là giải pháp ngày càng được nhiều người sử dụng trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, với giá trang thiết bị không rẻ, những ngôi nhà thông minh chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam. Giải pháp mới của ASIC chú trọng vào chi phí và tính tương thích cao với những thiết bị sẵn có. Hy vọng sẽ mang đến cho người đam mê công nghệ một lựa chọn thích hợp cho ngôi nhà thông minh của mình. Vừa qua, Microsoft đã công bố danh sách các đợt đoạt giải Cúp sáng tạo toàn cầu lần thứ 11 của Microsoft Việt Nam, Imagine Cup 2013. Kết quả cho thấy đội Bluetooth đến từ Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội với đề án game mang tên Green Haven đã trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết Microsoft Imagine Cup toàn cầu tổ chức tại Saint Petersburg ở Nga vào tháng 7 năm 2013. Tại Việt Nam có gần 1.000 sinh viên thuộc 132 đội chơi đã tham dự với 66 đề án thuộc 3 chủ đề: hỗ trợ cộng đồng, game và đổi mới. Đội Bluetooth thuộc Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội với đề án game mang tên Green Haven. Game Green Haven dựa trên nền tảng SNA có thể chạy được trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và máy Xbox, mang tới thông điệp hãy bảo vệ môi trường. Game có 4 ý tưởng chính như sau: phân loại rác, giảm thiểu rác thải, tái sử dụng và tái chế.
Những ý tưởng này được chuyển tải khéo léo vào game qua các hạng mục và các hoạt động của game. Bên cạnh đó, các đội lọt vào top 6 cũng có rất nhiều các ứng dụng tiêu biểu có thể áp dụng vào thực tiễn và giải quyết các bài toán khác nhau trong thực tế. Các đội thi vào tới vòng chung kết toàn cầu cũng có cơ hội tham dự giải thưởng Microsoft Imagine Cup Grand được tài trợ bởi Microsoft trong chu kỳ 3 năm với trị giá 3 triệu đô la Mỹ, nhằm giúp sinh viên biến những ý tưởng thiết kế trong cuộc thi của họ thành hiện thực. Thông tin chi tiết về cuộc thi Cúp Sáng tạo lần thứ 11, Imagine Cup 2013, kèm danh sách đội chơi và các đề án được cung cấp tại trang web www.imaginecup.com.